về làm mới về và ra thăm vườn. Hồi chưa ăn cơm. Đây, vườn mít nhà mình đây. Mít chịu trái rồi cả nhà. Wow, trời. Mít rút gà ghé rồi nha. Đây vườn. Thăm vườn. Rồi vô làm rộn cơm rồi nha. Chiều ở nhà thấy đẹp không? Ủa, chiều bình yên lắm anh. Đây. Để cá. Cá thấy cũng nhiều lắm nha. Nãy ra tính câu thử mà không dính con nào. Trong mít nha nha. Đây, xin chê mà lúc gà mít trẻ. Đó. Ủa, chạy mít. Nhìn cũng hấp dẫn luôn nha. Món gục này. Đơn giản. Rồi xong một cửa chiều rồi nha. Giống như mít xèo. Chính hoàn thành. Mà cái nhà ăn cơm mình nè, đơn giản thôi nha. Chiều tính ra đìa con cá câu con nào ăn vô kho hộp vịt ăn cơm luôn. Ngon nhào ha, cơm cũng mặn được. Mình lại chạy vậy thôi à.
chua ngọt, nhưng cũng bắp gừng. Nghe Hà ăn cơm mặn mặn thử đầu óc. Cơm trứng đây, trứng như mặn. Mà có ngờ